Trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi nhiều đơn vị đã vào tới Dinh Độc Lập, nhưng chiến sự vẫn chưa hẳn kết thúc ở nhiều nơi trong thành phố, cho tới khi Đài Phát thanh Sài Gòn chính thức phát đi tiếng nói cách mạng đầu tiên vào lúc 2 giờ chiều giờ Sài Gòn. Ông Nguyễn Hữu Thái, khi đó là Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn, trở thành người đọc lời giới thiệu trước khi Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng tại Đài Phát Thanh. Nhưng do hồi đó, ông đang là một điệp viên đơn tuyến, nên mãi về sau này, những việc làm của ông Thái mới được công khai. Chúng tôi phát đi phát lại những cái lời ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Và Trịnh Công Sơn thì mới tới đài. Tôi nhớ rõ là ngay cái bàn này, Trịnh Công Sơn kêu gọi ở lại Việt Nam và để xây dựng đất nước và đón nhận những cái ủy ban cách mạng đi về tiếp thu Sài Gòn. Hiện tại ở trên đài thì chúng tôi đang đàn guitar. Tôi xin hát lại cái bài mà nổi vòng tay lớn hôm nay. Thật sự cái vòng tay lớn đã được nổi chết. Nổi vòng tay nổi lại biết. Lúc mà chúng tôi chạy qua phía Củ Chi lên, tôi nhớ đấy là một cái trại, một cái khu huấn luyện của cảnh sát tác chiến, thì ở trong bắn ra rất nhiều. Chúng tôi xông lên thì tôi mới phát hiện ra có một cái anh lính bị thương. Thì đúng lúc ấy, cái lệnh của Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Và sau đó thì cái tiếng hát của Trịnh Công Sơn nối vòng tay lớn đã cất lên. Thì tôi mới giang tay ra như thế này, tôi bảo tôi là chỉ huy cao nhất ở đây, không ai được đâm cả. Và tôi bảo các bạn ơi, hòa bình rồi. Tôi rút ba cái băng của tôi ra, tôi đưa cho người thương binh, cái người Việt bị thương này. Câu chuyện này tôi đã kể lại ở trong những cái bút ký. Chiến tranh đã chấm dứt. Hòa bình, độc lập thực sự đã đến với người dân Việt Nam sau 30 năm bền bỉ kháng chiến chống thực dân.